cùng bộ rút nhân DT Flyer 2000 hay Kali R 4.5 sẽ phù hợp với bạn. Điểm giống đầu tiên đó là chiếc DT Flyer 2000 và Kali R 4.5 là đều đi bộ rút Shimano Claric R 2000. Tay đề lắc hai lưỡi, gạt dĩa, gạt clip, chất liệu khung đều là nhôm và không mối hàn, dây đi âm sườn như thế này. Điểm khác đầu tiên là đối với DT Flyer 2000 là mẫu xe này trang bị phanh dĩa cơ heo dầu X-Tech, còn Kali R 4.5 là trang bị phanh vành Techo. Điểm khác số 2 là chiếc DT Flyer 2000, các bạn thấy dáng khung ở đây là bản vàng, nhìn nó thể thao, nó khí độc học. Còn Kali R 4.5 ở đây là bản tròn, đó, nhìn nó thời trang hơn. Điểm khác số 3 là giò dĩa của DT Flyer 2000 là eo chu, BB cốt rỗng và hai dĩa 34-50T. Còn Kali R 4.5 thì ở đây nó cũng là BB cốt rỗng, hai dĩa 34-50T, nhưng mà giò dĩa ở đây là giò dĩa rồ wheel. Cuối cùng, DT Flyer 2000 là lip thả 8 tầng 11-28T. Còn Kali R 4.5 là lít thả 8 tầng 11-32T, khác biệt ở cái tầng cao nhất các bạn nha. Về mức giá, bạn nghĩ DT Flyer 2000 và Kali R 4.5 sẽ khác biệt như thế nào? Hãy để lại một bình luận bên dưới. Đặc biệt trong tháng 4 này, khi mà các bạn mua chiếc DT Flyer 2000, chúng ta được giảm 100.000 trực tiếp lên giá sản phẩm. Ngoài ra các bạn có thể mua hai món phụ kiện đồng giá chính 49. Kali R 4.5 thì sao? Trong tháng 4 này được giảm trực tiếp 150.000, mua lên đến 3 món phụ kiện chính 49 hoặc 99. Chi tiết kết nối với shop tư vấn thêm cho các bạn nhé.